Xin chào các bạn đã quay lại với kênh YouTube của công ty Hyundai Việt Nam. Mình là Lượm, nhân viên kỹ thuật của công ty. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu cái đầu dò cảm biến vào trong cái đồng hồ nhiệt và sau đó mình cài đặt cho nó những cái hiển thị cái số phân. Thì ở đây là cái đồng hồ nhiệt mình mua về chưa cài đặt gì hết. Ở đây thì mình bắt đầu mình đấu con cảm biến nhiệt vào chân. Ở đây mình thấy nè, ở đây nó sẽ có chân là 21, 22 là cảm biến nhiệt TC. Mình sẽ đấu con cảm biến nhiệt độ theo cúp loại K TC vào đó. Rồi, ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một con cảm biến nhiệt độ loại K của Hàn Quốc. Rồi, bây giờ thì của mình là đấu hai cái chân này chèo cho nó thôi. Thì mình sẽ đấu vào chân số 23 là cộng và 22 là trừ. Ok. Rồi, bắt đầu. Tôi quýt mình đấu thôi. Rồi, đây cộng trừ. Chân 23 cộng. Ở trên đây nó có để số nha các bạn. Các bạn nhìn kỹ ở trong đây nó có để số. Quay video thì hơi không thấy. Bên hông đây, số để ngay đây. 23 và 22. 23 là dưới nha. Rồi ok. Chọt vô 23 dặn lại. Rồi cái này cũng vậy, chọt vô 22 dặn lại. Rồi tiếp theo nữa, có hai cách để mình bật nguồn lên mình gạt. Một là cắm điện vào chân số 11, 12. Đây là hai chân này, 11, 12. Hai nữa là dùng cổng USB cắm vào đây. Ở đây nó sử dụng cổng là mini USB. Mình chuẩn bị sẵn đây một cái mini USB. Rồi, bây giờ bắt đầu mình cắm vào điện vào cho nó thôi. Đó. Như vậy là nó đã nhận. Bây giờ nó đang nhận mặc định của nó là cảm biến nhiệt độ loại K. Nhưng mà là K0 nha. K0 là không có chứa thập phân. Đây mình sẽ test thử cho các bạn xem. Đó, cảm biến nhiệt độ loại K. Rồi, về cái phần hiển thị á, thì ở phía trên đây nó sẽ hiển thị cho chúng ta giá trị BV là giá trị đo cảm biến gì được. Ở đây là giá trị SV, giá trị chúng ta cài đặt. Và MV là phần trăm ngõ ga L, output của nó. Chủ như đây là 420 đúng không? Thì không là tương ứng 40mA và 100% tương ứng 20mA. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình cài cho nó cái đầu dò nhiệt có hiển thị vô số thập phân. Mình sẽ nhấn giữa nút MD và nút Set hai nút cùng một lúc. Và G.SV là một đầu tiên, các bạn nhấn nút mũi tên lên để tới cái mục là G.In. Đó, G.In. Sau đó bấm nút Set một cái. Đây này thì lên K0. Mình bấm một Set cái nữa. Rồi, bấm lên một mũi tên thì nó sẽ ra K1. Các bạn nhấn nút Set một lần nữa để lưu lại. Nhấn lại Set một lần nữa lưu lại. Rồi, bây giờ nhấn nút MD để thoát ra lại cái mục là G-in. Nhấn giữ một D MD lần nữa để thoát ra ngoài. Như vậy là nó đã nhận được đồ dò nhiệt loại K1 có dấu thập phân. Bây giờ mình test thử nha, coi nó lên nhiệt không nha. Rồi, ok. Như vậy là đã xong. Nếu mà các bạn cảm thấy cái video của mình hay hữu ích, vui lòng để lại một like, subscribe cũng như là đăng ký kênh YouTube bên mình để nhận được các video khác hay và hữu ích hơn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.